Báo Nga sửng sốt khi con hổ Việt Nam lọt top 10 thế giới về kiều hối. Kính chào các quý vị khán thính giả của Việt Nam Prosperity. Quý vị thân mến, nền kinh tế thế giới đã trải qua năm 2022 vô cùng ảm đạm, lạm phát trên toàn cầu tăng, nhiều nước thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng lượng kiều hối chuyển về nước ta vẫn tiếp tục tăng mạnh, đưa Việt Nam trở thành một trong 10 quốc gia nhận được kiều hối lớn nhất trên thế giới. Đáng chú ý, doanh số chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam qua ngân hàng vẫn duy trì ở mức tích cực nhờ các chính sách thu hút kiều hối tốt. Mới đây nhất, trang Sputnik của Nga đã cho đăng tải một bài viết nhận định rằng Việt Nam, đất nước được đánh giá xứng đáng vươn tới vị thế con hổ mới châu Á, tiếp tục là một trong 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất trên thế giới, theo do Ngân hàng Thế giới WB và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Người Di cư thực hiện. Tổng lượng kiều hối về Việt Nam trong năm 2022 tăng trưởng 4,4% so với năm 2021 và từ 3,6 đến 4,5% trong năm 2023. Đây là nguồn thu ngoại tệ quan trọng đảm bảo cung cầu ngoại tệ, điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá và lãi suất của đất nước. Để giúp quý vị hiểu hơn thì chúng ta cùng xem kiều hối là gì. Kiều hối là sự dịch chuyển của dòng tiền từ kiều bào hoặc từ người xuất khẩu lao động ở nước ngoài gửi về cho người thân, gia đình. Các loại tài sản được xem là kiều hối gồm tiền hoặc các giấy tờ có giá, có đơn vị ngoại tệ, vàng tiêu chuẩn quốc tế. Đối với các nước, nhất là quốc gia đang phát triển, kiều hối mang lại những lợi ích tích cực và đóng vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế. Báo cáo về di trú và phát triển do World Bank và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Người Di cư thực hiện nhận định trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế toàn cầu trong 2 năm vừa qua, đi kèm với lạm phát leo thang tại nhiều quốc gia, dòng kiều hối về Việt Nam vẫn khá ổn định so với các năm trước. Cụ thể, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Người Di cư, theo số lượng tổng lượng kiều hối về Việt Nam tăng trưởng gần 5% trong năm 2022 và từ 3,6% đến 4,5% trong năm tiếp theo, sau khi ghi nhận mức tăng 5% trong năm 2021. Mức tăng này tương đương khoảng 1 tỷ USD và đạt gần 19 tỷ USD. Như vậy, với con số ấn tượng này, Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia nhận tiền kiều hối nhiều nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thuộc top 10 quốc gia trên thế giới về nhận kiều hối. Trong số 63 tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh luôn dẫn đầu về lượng kiều hối của cả nước. Đánh giá về lượng kiều hối năm 2022 đổ về thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng kiều hối đổ về thành phố năm nay dự báo đạt khoảng 6,8 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng của kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh năm nay tuy thấp hơn năm ngoái nhưng vẫn là mức tốt. Đây là một nguồn thu ngoại tệ vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo cân đối cung cầu ngoại tệ, góp phần quan trọng trong việc phát huy chính sách tiền tệ, tỷ giá và lãi suất trong bối cảnh áp lực tăng tỷ giá. Bên cạnh đó, theo đại diện nhà điều hành, dòng kiều hối đổ về lớn là một tín hiệu tích cực về nguồn lực tài chính giúp Việt Nam có thể bù đắp, giảm thiểu sự ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đất nước. Thời gian qua, lãnh đạo các ngân hàng, công ty chứng khoán, định chế tài chính nhận định, lượng kiều hối về Việt Nam đã tăng mạnh trong những tháng cuối năm do yếu tố mùa vụ, bởi cuối năm là thời điểm người Việt lao động ở nước ngoài, kiều bào gửi tiền về Việt Nam hỗ trợ người thân hoặc đầu tư, sản xuất kinh doanh. Ghi nhận trong những năm gần đây, lượng kiều hối chuyển về vào dịp Tết thường tăng khoảng 20-25% so với các tháng trong năm. Theo số liệu từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải cho hay, lượng kiều hối cuối năm tăng khoảng 30% so với các quý khác trong năm và ngân hàng luôn có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút lượng tiền này. Cụ thể, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời bà Nguyễn Hải Vân, Giám đốc Giải pháp Phi tín dụng MSB, cho biết khi khách hàng nhận tiền kiều hối và thực hiện gửi tiền tiết kiệm tại quầy sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi cao hơn so với khách hàng thông thường lên đến 0,5%. Nếu như khách hàng nhận tiền qua kênh truyền thống là SWIFT sẽ được miễn phí ghi có, đồng thời khách hàng cũng sẽ được ưu đãi tỷ giá so với khách hàng giao dịch bình thường nếu như khách hàng có nhu cầu bán lại ngoại tệ, đại diện MSB bày tỏ. Về phía một số công ty hoạt động trong lĩnh vực kiều hối cho rằng, số lượng kiều hối tăng lên những tháng cuối năm một phần đến từ sự phát triển các sản phẩm dịch vụ ngày càng đa dạng, cùng với đó là chi phí chuyển tiền cũng ở mức hợp lý hơn so với trước đây. Như đã đề cập, đối với Việt Nam, kiều hối được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Theo các chuyên gia kinh tế, nguồn kiều hối đạt mức kỷ lục trong năm 2022 có tác động rất tích cực đối với sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Trước hết, kiều hối sẽ giúp Việt Nam ổn định và cân đối cán cân tài khoản vãng lai. Ngoài ra, thông qua cân đối cán cân tài khoản vãng lai, cán cân thanh toán tổng thể của Việt Nam cũng ở trạng thái tích cực nhờ nguồn kiều hối này. Chính vì vậy, chúng ta có điều kiện để thực hiện các chính sách về ngoại hối, tỷ giá hối đoái và nhất là tăng dự trữ ngoại hối để góp phần củng cố tiềm lực tài chính nói chung và tiềm lực tài chính đối ngoại nói riêng của Việt Nam trong năm 2022, làm cơ sở hoạch định chính sách ngoại hối cho các năm tiếp theo. Thực tế, theo các chuyên gia, tại Việt Nam, nếu so với nguồn thu từ xuất khẩu thì kiều hối là khá nhỏ,
Tuy nhiên nếu so với xuất khẩu ròng thì nguồn thu kiều hối lại lớn hơn rất nhiều lần. Thậm chí nguồn thu kiều hối hiện đã tương đương và gần đây cao hơn so với nguồn vốn giải ngân FDI. Cụ thể, tổng kiều hối từ năm 1993, năm đầu tiên Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 08 về công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài đến nay đạt hơn 200 tỷ USD so với khoảng 190 tỷ USD FDI được giải ngân từ năm 1986 đến nay. Trong giai đoạn hơn 10 năm, từ năm 2011 đến năm 2022, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam có tỷ lệ tăng trung bình khoảng 7% trên năm. Những kết quả đóng góp vào nền kinh tế những năm qua phản ánh vai trò rất quan trọng của kiều hối cho nền kinh tế của Việt Nam. Hiện nay, kiều hối chuyển về Việt Nam qua hai kênh chủ yếu là ngân hàng thương mại và các công ty kiều hối. Đặc biệt, thời gian gần đây, việc mở rộng dịch vụ chuyển tiền 24/7 tại một số quốc gia cũng góp phần vào tăng trưởng kiều hối chi trả qua hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, chi phí cao hơn với các dịch vụ chuyển tiền khác và cũng tạo rào cản để dòng kiều hối về nước kém minh bạch và đầy đủ hơn. Phía các nhà băng cùng chung nhận định, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam ngày càng nhiều không chỉ giúp cho các ngân hàng gia tăng lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ, mà còn phục vụ chính sách thu hút nguồn ngoại tệ cho Việt Nam, giúp ngành ngân hàng tăng dự trữ ngoại hối. Trong tổng lượng kiều hối chuyển về Việt Nam hàng năm, Mỹ là quốc gia có số lượng người Việt Nam nhập cư và sinh sống nhiều nhất, tiếp theo đó là Anh, Úc, Canada. Còn về xuất khẩu lao động, lượng kiều hối chủ yếu đến từ các thị trường xuất khẩu lao động chính như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Những năm gần đây, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tăng đều theo từng năm. Theo số liệu báo cáo từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 5 năm gần đây, mỗi năm tăng thêm khoảng 10.000 người. Số lượng người đi xuất khẩu lao động ngày càng tăng, kéo theo thu nhập cũng tăng. Nhờ đó, lượng kiều hối hàng năm ước đạt từ 3 tỷ đến 4 tỷ USD. Bên cạnh đó, những người tự đi nước ngoài theo diện bảo lãnh, người đi du học sau đó tìm việc ở nước ngoài hay người Việt Nam làm cho các dự án của doanh nghiệp trong nước đầu tư ra nước ngoài tăng, cũng góp phần thúc đẩy lượng kiều hối chuyển về nước hàng năm tăng cao. Bên cạnh các thị trường kiều hối truyền thống của Việt Nam như Mỹ, Australia, Canada, chủ yếu chuyển về qua kênh thành phố Hồ Chí Minh. Những năm gần đây có thêm nhiều kênh kiều hối mới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia với nguồn xuất khẩu lao động trải rộng ở hầu hết các địa phương trong cả nước. Ngoài ra, cũng phải nói rằng cho dù là kinh tế toàn cầu suy giảm và lạm phát tăng cao, đại bộ phận người Việt Nam sinh sống, làm ăn, lao động tại nước ngoài cũng đã và luôn là những nguồn vốn xã hội quý giá, đóng góp thực tế cả nguồn lực vốn để hỗ trợ nền kinh tế và người dân, người thân trong nước. Ở Việt Nam, kiều hối được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, vấn đề đặt ra đối với Việt Nam là phải thực hiện các biện pháp thu hút kiều hối trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục tác động kéo dài và sâu rộng đến đời sống kinh tế xã hội trong giai đoạn tới, làm ảnh hưởng tiêu cực tới nguồn thu nhập của công dân ở nước ngoài gửi về cho gia đình ở trong nước. Các chuyên gia cho rằng, để khắc phục xu hướng sụt giảm và thu hút mạnh hơn nữa dòng kiều hối về Việt Nam, trong thời gian tới, Việt Nam cần thực thi các chính sách nhằm định hướng hoặc tạo động lực để kiều hối đầu tư vào khu vực sản xuất và các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực như giáo dục và sức khỏe cộng đồng. Từ đó tạo ra các hiệu ứng phát triển tích cực về dài hạn, đồng thời xây dựng và hoàn thiện chính sách nhằm hỗ trợ cho vay vốn, tạo điều kiện cho lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động nước ngoài và khuyến khích mọi thành phần kinh tế mở rộng thị trường xuất khẩu, địa bàn hoạt động kinh doanh. Công tác truyền thông cần được đẩy mạnh nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho người Việt Nam ở nước ngoài về tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Qua đó khuyến khích, tạo điều kiện cho bà con kiều bào trở về thăm quê hương, đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Video ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau!